Xin cả nữa. Đi làm đi nè. Đồ đủ đầm gỏi ớt riêm riêm ba ngàn ha, riêm riêm ba ngàn, nếu đủ thì 10 ngàn nè, nước chấm thần thánh này, rồi nước chấm thần thánh mua đem về thì 20 ngàn khẩu. Bà cũng có mua đem về luôn, biết hết rồi nữa. Nó đây nè, món thời ăn mấy sâu, 20 sâu không? 30 sâu. 30 sâu luôn hả? Nó hết nha. 30 sâu 90 ngàn, dễ gói 10 ngàn nữa là 100 ngàn. Ấp Văn Hóa An Thợ đó, đường vô sân Hữu Đầm, ở đây đi thẳng đi vô nhà bàn, phía bên tay trái này là đi về cầu Cái Me. Bạn ơi, ở đây là